Xin chào các bạn, hiện tại mình cái bên mình đây là một chiếc máy. Thì các bạn có thể nhìn bề ngoài nó khá giống như là một chiếc dép, nhưng mà nó không phải là LV hay là Chanel hay là Gucci gì đâu. Thực ra là chiếc dép này nó được ví, một cái máy này nó được ví như chiếc dép thôi. Nó đến từ thương hiệu Le gì? thương hiệu Levaran. Thì Levaran là một cái hãng sản xuất chuyên nổi tiếng về massage. Thì hiện tại bên mình các bạn có thể bắt gặp được là về những cái miếng dán massage nhiệt, hoặc là những cái máy massage về cầm tay không dây. Thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy massage, nhưng đặc biệt ở chỗ là nó sẽ massage ở chân trên vị trí của con người, là chiếc máy massage chân. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cũng như là giới thiệu chức năng, công dụng, cũng như là mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem. Thì trước khi mở hộp, mình sẽ cho các bạn xem một số cái chi tiết bên ngoài của chiếc hộp. Thì ở phía bên ngoài chiếc hộp, ngoài có một cái hình ảnh của cái máy massage ra, thì ở phía bên trên còn có một cái logo thương hiệu của Levaran và những cái thông số kỹ thuật cơ bản các bạn có thể xem ở bên ngoài chiếc hộp. Cùng với đồ sách thì chúng ta có thể sách đi đâu đó rất là tiện lợi. Và bây giờ mình sẽ mở ra xem nha. Thì đi theo chiếc máy này thì nó chẳng có một cái phụ kiện nào hết ngoài một cái sợi dây điện tích dồn vào cái máy luôn ha. Thì đối với cái dây này mình nhắm chừng thôi ha, nhắm chừng thì khoảng có chiều dài là khoảng 2 mét. Đây, khoảng 2 mét. Các bạn có thể nhìn sơ về thiết kế của nó, thì thiết kế của nó có thể giống như mình cảm thấy nó giống như là một đôi dép gì đó. Và ở trên này được làm từ những chất vải ni, chất vải rất là mềm mịn và làm cho đôi chân khi massage rất là thoải mái. Ở dưới phần đế còn có tích hợp 4 cái chân nhỏ. Thì bốn cái chân này các bạn có thể đặt xuống và cố định cho cái máy không di chuyển. Ở phía trên có một cái nút nguồn, chúng ta có thể bật nguồn lên. Và ở phía trên nút nguồn còn có một cái nút để điều chỉnh những cái chế độ của cái máy massage này. Và một điều nữa là khi các bạn có thể chạy đến công ty trải nghiệm thì các bạn có thể thấy được là ở phía phần dưới này nó có đến 4 con lăn, theo như nhà sản xuất đi là 4 con lăn để massage phần phía dưới lòng bàn chân, cũng như là chiếc vải ở phía trên này, như là mình ví như là cái qua dép ha. Cái qua dép thì còn có tích hợp những cái mức độ rung để cho phía trên mu bàn chân nó có thể massage được toàn bộ cái bàn chân của mình luôn. Thì mình sẽ nói sơ về một cái số thông số kỹ thuật thôi ha. Thì về cái hiệu điện thế sử dụng của chiếc máy này là nó có thể sử dụng từ 220V đến 240V. Tuy nhiên thì các bạn nếu như mà một số nước ví dụ như Mỹ, Nhật muốn sử dụng được nó thì các bạn chỉ cần mua cái đầu chuyển là từ 220V sang 101 thì các bạn có thể sử dụng được cái chiếc máy này. Ngoài ra thì về công suất của chiếc máy này thì nó hoạt động 30W. Và mình đã nói về cái phần thiết kế cũng như là thông số của nó rồi. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm để xem mình sẽ rút ra những cái được và mất gì. Thì về được á, thì cái máy massage này nó khá là nhỏ và gọn. Chúng ta có thể xách đi ở những nơi làm việc nè, văn phòng nè, hoặc là ở nhà vẫn có thể sử dụng được. Và cái thứ hai á là theo như nghiên cứu á, thì các bạn mỗi ngày chúng ta chỉ cần ngồi 15 phút thôi sẽ giúp cho chúng ta thư giãn những cái huyết mạch nó được lưu thông nhiều hơn. Tuy nhiên về mặt nhược điểm của nó thì về chiếc máy massage chân này nó không tích hợp pin ha, nó không tích hợp pin, cho nên đi đâu đó thì chúng ta cũng phải cần nguồn điện để sử dụng nó. Thì là một trong những best seller của tháng này thì chiếc máy massage chân đã được bán tại chính tài và bán rất là nhiều. Thì các bạn nhanh tay đến cũng như là trải nghiệm và sở hữu, giúp cho mình sở hữu một chiếc máy massage chân để giúp thư giãn cuộc sống nha. Thì hiện tại sản phẩm đã được bán tại chính tài mobile, địa chỉ là 147-149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5, chi nhánh 2, 132 Hậu Giang, phường 6, quận 6. Cảm ơn các bạn đã